Khủng 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 Bảo ơi, tưởng đâu sạch không mà Bảo ơi. Anh Tường vị và các bạn nha, đã quay trở lại với video tiếp theo của được nha. Giờ mấy anh em đang chuẩn bị xuống bè, nhưng mà giờ không có xuồng ra, giờ đang lính của mình đang đậu ở ngoài đang lấy xuồng vô. Nhưng mà trong thời gian này thì được sẽ câu cá trong bờ, ngoài câu trong bờ tí xíu được sẽ ra nó. Đây là nó thông thông ra ngoài luôn nè, thông ra ngoài bè nó, vị thấy không, nó thông ra luôn. Bây giờ ở đây cái mình lấy hầu mình sẽ quay tiếp cho vị xem nha. Đúng rồi, cho gỡ vỏ bển đi. Rồi, em mình nó đang móc lỗ các bạn. Rồi ngâm nhũ màu cho hầu quay tiếp cho quý vị xem nha. Đi từ từ. Cái trời giống cái trời mò mà. Con em thấy là bự hơn nhiều không? Vàng quét luôn à. Này nó lai mà, chứ phải chơi vàng chứ. Nó vàng như thôi chứ không phải chơi vàng. Này nước nó cạn mà, không bốn tắc nước. Bảo tiếp tục cái đồ đen rồi á, cái dính mỏ không có tưởng nó móc mang thế à. Kéo kéo lúc lúc lên cá nữa nghe bạn ơi, cũng nữa hết dãy luôn trời. Hồi con này nó có cái bệnh, có cái gì nó sọc nhân dân cái mình đó vô. Wow, khủng hàng khủng rồi. Con này nó có hai cái đốm gì ngay mình, nó đốm nhớt thì nó bị giống như nó bị thẹo thì lâu ngày. Đã rồi không. Rồi sẽ gỡ thôi nha quý nhẹ nhàng thôi báo ơi. Ôi sao mập các bạn. Mưa ở đây nhiều lắm bạn. Nay lại cái thấy lỗ tao móc câu trường. Được con cái rô đó. Làm cá tiếp bạn. Lo nó ăn mồi nổi không mà nó chơi cái mồi chìm nữa nè.
sẽ đi chỗ khác bạn ơi. Ở đây nãy giờ ta câu, sáng giờ ở đây ta nhổ, ta móc, ta câu hết, đi chỗ khác câu. Ý, lúc chuẩn bị đi, chuẩn bị đi, tán được con nữa, sao đi. Xíu rồi mà của mình nó bự. Nhét chữ rồi má. Hôm nay đi câu gì giống câu mót quá quý vị ơi. Câu mót là mấy cái lỗ ta câu rồi nè. Bỏ hộp hà vô thùng đi bắp. Lụm. Lụm thôi, trời ơi, đóng gì không dính. Anh em tôi đang chuẩn bị xuống ngoài câu nha quý vị. Nó ăn trong bụi lùm này. Rồi, anh cái cũng ngồi vô kẹt. Cá các bạn thả ở trong kẹt, nó ăn ở ngoài này nó nhát các bạn. Anh thả vô trong kẹt như cái lỗ anh mới thả, anh giật lên con nó, anh được quay cho mọi người xem luôn. Chưa bữa trời ơi. Cá đang ăn nha mọi người. Ủi go, hồi ôi cá đô. Hồi ôi con đen nó vàng, dãy nó rồi nhìn thấy ghê trời. Cá rô xăm rồi nhìn thấy ghê chứ. Còn hơn cá rô cống nữa thôi. Thôi anh câu cặp sông cái này về theo ha. Yếu rồi, nhưng có cá là màu mình nhữ nó ăn hết trơn. Màu nhữ còn vì ít cá.
lụm rồi, chưa kịp móc lỗ luôn. Trời, con này khủng à. Vô vô, cái lỗ con kia móc đẹp quá trời luôn, không ăn. Còn mình không móc lỗ thì nó dạng ăn thôi quý vị, thì ra mình biết ý à. Được lựa cái lỗ hơi chống chống một xíu, không bị thấy không? Sướng. Đây. Bông 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 bông. Nút rồi. Ồ, cá cá gô bạch kia luôn. Đây à, được cá chê không? Dài hơn dài không bảo. Ôi ôi, bánh kilo luôn. Cá ngọt ghê mà ha. Thôi. Con cô đồng gì quá sướng không vậy? Dài lùng gì đủ thứ. Chà bá luôn hả? Lên không? Lên nguyên bầy luôn. Ừ. Cầm nó ra, cầm lên cho ta xem nhé. Rồi. Lấy thức. Một thức ăn ơi. Nấu trong mé bên đây hay bên kia? Con cá chê bự nấu đây kêu mình lỡ câu. Hên xui không biết nó còn đây không. Vậy nấu sát bên không? Hay cá gỗ ăn được. Ở trong ở ngoài này không có đâu, xích vô trong ngay đó, ngay đầu nước chảy không có đâu. Cái cần lưng cầm câu đã hơn cần này đúng không? Cần này nó hơi yếu rồi phải không? Được cầm là nó hơi yếu hơi cong. Hey.
sang cá chê bự này khó quá. Tìm hết rồi. Đang mò cái mồi. Mò nó giờ lâu ghê ta. Vô đó, vô rồi quý vị ơi. Rồi, lên tim. Nhỏ. Rồi già. Đang hồi lùi. Xong sướng bạn không. Ngớp lên đang ngồi. Lưỡng luôn rồi, lưỡng luôn rồi. Lúc phải phải. Cá rô đồng. Lỗ mới này cũng yên ru mà. Ôi 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 ôi, còn rồi ôi. Khủng Bảo ơi. Tưởng nó sạch không mà Bảo ơi. Anh tưởng nó sạch chứ không à. Nó bị rồi. Hên quá. Đợi. Thằng em mình dính con nữa. Giống cá toàn vậy thôi. Ui da. Rồi. Rồi nút luôn. Tại anh nhấp lên cái nó quất cái sảy. À sẽ dở rồi quý vị.
chơi. Trời ơi, mới đẻ. Cặp xong rồi, nó có lỗ xong, cặp xong xong cái rồi.